Hi, chào các bạn. Ngày nay, hầu hết ai cũng sở hữu ít nhất một thiết bị với những tính năng thông minh. Trong đó, có một tính năng mà đã được áp dụng từ lâu trên chính những chiếc điện thoại đời cũ, đó chính là công nghệ Bluetooth. Nhưng Bluetooth là gì thì không phải ai cũng biết và hiểu rõ về nó. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nó nhé. Khái niệm Bluetooth. Bluetooth là sự trao đổi dữ liệu không dây tầm gần giữa các thiết bị điện tử. Công nghệ này hỗ trợ việc truyền dữ liệu qua các khoảng cách ngắn giữa các thiết bị di động như điện thoại di động, tablet, laptop với nhau và với thiết bị cố định mà không cần một sợi cáp để truyền tải. Bluetooth được Ericsson phát minh vào năm 1994. Đến năm 1998 thì những hãng công nghệ lớn nhất thời bấy giờ như Ericsson, IBM, Intel, Toshiba và Nokia mới cùng chung tay tham gia phát triển Bluetooth và năm 1999 kết nối này mới được tiêu chuẩn hóa. Cơ chế kết nối. Bluetooth sử dụng sóng radio tần số 2.4 GHz. Tuy sử dụng cùng tần số với công nghệ Wi-Fi nhưng chúng không hề xung đột với nhau vì Bluetooth sử dụng tần số có bước sóng ngắn hơn. Nhược điểm và ưu điểm Bluetooth. Ưu điểm Bluetooth. Thay thế hoàn toàn dây nối. Không gây nguy hại đến sức khỏe con người. Bảo mật an toàn với công nghệ mã hóa trong. Kết nối dễ dàng trong phạm vi gần. Công nghệ đơn giản, giá thành rẻ. Không gây nhiễu sóng các thiết bị khác. Tốn ít năng lượng, được nhiều nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ. Nhược điểm Bluetooth, tốc độ truyền tải thấp, sóng bị ảnh hưởng bởi vật cản, thời gian thiết lập và dò tìm thiết bị khá lâu. Các chuẩn kết nối Bluetooth hiện nay. Bluetooth 1.0, tốc độ sấp xỉ 1 Mbps nhưng gặp nhiều vấn đề về tính tương thích. Bluetooth 1.1, phiên bản sửa lỗi của 1.0 nhưng không có sự thay đổi về tốc độ. Bluetooth 1.2. Thời gian dò tìm và kết nối giữa các thiết bị được tăng tốc, tốc độ truyền tải cũng nhanh hơn so với chuẩn 1.1. Bluetooth 2.0 ERD được công bố vào tháng 7 năm 2007. Chuẩn mới này ổn định hơn và cho tốc độ chia sẻ nhanh hơn đồng thời tiết kiệm năng lượng khi sử dụng. Bluetooth 2.1 ERD có những ưu điểm mà bản 2.0 có. Ngoài ra Bluetooth 2.1 còn có thêm cơ chế kết nối phạm vi nhỏ. Bluetooth 3.0 cộng học sinh High Speed được giới thiệu vào 21 tháng 4 năm 2009, chuẩn kết nối này có tốc độ lý thuyết lên đến 24 Mbps. Những thiết bị hỗ trợ Bluetooth 3.0 nhưng không có HS sẽ không đạt được tốc độ trên. Tuy tốc độ cao nhưng Bluetooth vẫn chỉ hỗ trợ nhu cầu chia sẻ nhanh file có dung lượng thấp hay kết nối với loa, tai nghe. Bluetooth 4.0 ra mắt tháng 6 năm 2010. Phiên bản 4.0 là sự kết hợp của Classic Bluetooth, Bluetooth 2.1 và 3.0, tức là vừa truyền tải nhanh lại còn tiết kiệm năng lượng hơn. Bluetooth 4.1, năm 2014, Bluetooth nâng cấp lên bản 4.1 cải thiện tình trạng chồng chéo dữ liệu của Bluetooth với mạng 4G, tối đa hóa hiệu năng nhờ tự điều chỉnh băng thông, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn nhờ tối ưu thời gian chờ kết nối lại. Bluetooth 4.2 là một bản nâng cấp nữa trong năm 2014. Cải thiện tốc độ truyền tải lên đến 2.5 lần so với bản 4.1, tiết kiệm năng lượng hơn, hạn chế lỗi kết nối cũng như bảo mật tốt. Đồng thời tính năng quan trọng nhất là hỗ trợ chia sẻ kết nối mạng Internet theo giao thức Y phóng viên 6. Bluetooth 5.0 là thế hệ mới nhất hiện tại được xích trình làng vào ngày 16 tháng 6 năm 2016 với nhiều cải tiến vượt bậc như tầm phủ sóng rộng gấp 4 lần, tốc độ nhanh hơn gấp đôi và tiết kiệm điện hơn gấp 2.5 lần so với 4.0. Bluetooth 5.0 có những cải tiến gì so với phiên bản cũ? Khả năng ghép nối Bluetooth tốt hơn. Phạm vi kết nối giữa các thiết bị Bluetooth 5.0 xa hơn. Bluetooth 5.0 có tốc độ truyền dữ liệu tốt hơn. Bluetooth làm được gì? Điều khiển và giao tiếp không dây giữa một điện thoại di động và tai nghe không dây, vẫn thường được biết đến với tên gọi tai nghe Bluetooth. Thiết lập mạng không dây giữa các máy tính cá nhân trong một không gian hẹp đòi hỏi ít băng thông. Giao tiếp không dây với các thiết bị vào da của máy tính, chẳng hạn như chuột, bàn phím và máy in. Truyền dữ liệu giữa các thiết bị dùng giao thức OBEX. Thay thế các giao tiếp nối tiếp dùng dây truyền thống giữa các thiết bị đo, thiết bị định vị dùng GPS, thiết bị y tế, máy quét mã vạch và các thiết bị điều khiển giao thông. Thay thế các remote điều khiển dùng tia hồng ngoại. Điều khiển từ xa cho các thiết bị chơi game điện tử. Video trên cung cấp một số thông tin về khái niệm về Bluetooth. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video của mình để nhiều người biết đến nhé. Và cuối cùng, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.